Xin chào toàn thể quý hàng đã quay lại kênh chuyên phân phối đất nền khu công nghiệp và đô thị BKMX của Trọng Thơ ngay ngày hôm nay nha. Ngày hôm nay Trọng Thơ sẽ cập nhật những hình ảnh tại khu công nghiệp và đô thị BKMX Trân Thành Bình Phước, và ở đây là tổng quan của giai đoạn 3 nha cả nhà nha. Anh chị em chúng ta có thể thấy ở trước mắt bên tay phải chúng ta là trục đường D1 với lộ giới 8 làn xe. Trục đường D1 này thì hiện tại đã làm qua khúc trường cao đẳng Bình Phước, cách cầu Suối Cái khoảng 1 km ạ. Và từ cầu Suối Cái giáp với lại trường cao đẳng Bình Phước, chúng ta di chuyển ra quốc lộ 13 còn khoảng 3 km nữa quý vị nhé, là trục đường D1 này sẽ thông từ quốc lộ 13 vào thẳng quốc giai đoạn 3 của BKMX Trân Thành nha. Rồi tiếp theo, trên những trục D1 là những dãy nhà phố thương mại, nhà ở xã hội của BKMX đã xây dựng lên rất là đẹp. Hiện tại Trọng Thơ đang bay với độ cao là 210m quý vị nhé, so với lại mặt đất là 210m, cho nên chúng ta sẽ nhìn thấy tổng quan khu vực này. Hiện tại thì trước mắt Trọng Thơ là khu AM quý vị, như lúc mà Trọng Thơ đang quay đây là AM39 này quý vị này. Đó, AM39, AM39, AM41 khu vực này này. Trước mắt chúng ta là những công ty xí nghiệp, những nhà máy đã đi vào hoạt động, và vài nhà máy cũng đang động thổ tại khu vực này. Tiếp theo là những dãy nhà ở xã hội, nhà phố thương mại của BKMX cũng đã xây dựng trên 3 block, làm chia thành 6 dãy quý vị nhé. Khu vực này được xây dựng 5.000 căn nhà ở xã hội, nhà phố thương mại của BKMX, thì tổng số block sẽ là 5 block, và hiện tại đã xây dựng 3 block, còn 2 block chuẩn bị xây dựng quý vị. Rồi bên tay phải chúng ta có thể thấy ạ, trục đường này là trục đường liên tỉnh Minh Thành An Long quý vị, trục đường liên tỉnh Minh Thành An Long kế bên BKMX Trân Thành nha, kế sát bên luôn quý vị nha. Với trục đường 16m hiện tại tại khu công nghiệp và đô thị BKMX Trân Thành Bình Phước thì giá đang dao động từ 4 triệu cho đến 5 triệu trên 1m2 tùy theo vị trí quý vị nhé. 4 triệu trên đến 5 triệu 1m2 thôi ạ. Rồi tiếp theo là trên trục đường N9 quý vị. Trên trục đường N9 với những bờ lốc như AM14, đấy, AM4 chẳng hạn, AM4, AM5, AM14 thì giá đang dao động khoảng 8 cho đến 9 triệu 1m2. Và trên những trục như là những cái vị trí như AM13, AM31, AM31, AM32, AM39, AM41 thì giá hiện tại đang dao động từ 7 triệu cho đến 8 triệu trên 1m2 quý vị. Ở vị trí này thì chúng ta có thể thấy là giáp với lại đường tỉnh những vị. Đấy, cuối đường là đường tỉnh. Và ngay đây sẽ được quy hoạch cái đường cao tốc Hồ Chí Minh Thủ Dầu Trơn Thành ấy, chạy xuyên qua khu vực này nhé quý vị nha. Đó, sát bên vị trí của chúng ta luôn. Ngay cái vị trí lấy cam Trọng Thơ đang đậu là trục đường cao tốc Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một Trơn Thành, và Trơn Thành Gia Nghĩa Đắk Nông cũng kết nối từ khu vực này nha. Vị trí mà chúng ta đang quay đây là sẽ cách cái vùng binh để gọi là đường dẫn cao tốc các quý vị là 1,5 km nha quý vị, 1,5 km. Và ở đây thì khu công nghiệp lớn nhất cả nước, tổng diện tích công nghiệp lên tới 2.067 ha là ngay khu vực này. Và bên tay phải chúng ta thì thấy ạ, dân cư đông, chợ cũng đông. Và trên trục đường N9 quý vị, hiện tại vỉa hè và cây xanh cũng đã được làm xong rồi quý vị nhé. Về điện, đèn đường chiếu sáng cũng đã làm xong. Người dân cũng đã về đây ở tại khu vực này rất là đông rồi, rất là đông rồi quý vị. Như chỗ này thì cũng có cơm trưa này, cà phê Minano này, hệ thống pizza, rồi hệ thống cầm đồ Fiden. Rồi ngoài ra nữa chúng ta có hệ thống siêu thị, khách sạn Hải Thành cũng đã mở tại khu vực này. Rồi các văn phòng, nhà đất cũng đã về đây để xây dựng và làm thị trường tại khu vực này quý vị. Với một vị trí đẹp như thế này và hạ tầng đẹp chuẩn Singapore như thế này, giống như các khu trước như là V-Ship 12, Mỹ Phước 1234, là chúng ta có thể thấy là một khu rất là sầm uất và rất là đông dân về ở, kinh doanh buôn bán cũng đều thuận tiện cả quý vị nhé. Và đặc biệt là những cái sản phẩm ở khu vực của BKMX đã triển khai thì sau 15 đến 20 năm thì những vị trí này giá bất động sản thường sẽ tăng gấp khoảng 10 lần quý vị. Đó, ví dụ trước đây khoảng tầm 500 ấy, như vào thời điểm bây giờ khoảng 500,
nhưng mà 10 năm sau nó sẽ là 5 tỷ quý vị nhé, sẽ là 5 tỷ. Nên là chị em chúng ta đầu tư vào bất động sản, khu công nghiệp và đô thị BKM Trở Thành Bình Phước thì chúng ta hoàn toàn yên tâm về thứ nhất là pháp lý, thứ hai là vị trí, thứ ba là về hạ tầng, và thứ tư là về tốc độ đó, tốc độ dân về với lại khu công nghiệp và tốc độ thanh khoản. Trong tốc độ thì có hai tốc độ dân và tốc độ thanh khoản của sản phẩm. Về giá sản phẩm hiện tại đang là rất là rẻ quý vị, là vùng trũng về giá luôn quý vị nhé. Về thứ hai là về vị trí, là vị trí chúng ta nằm ở trung tâm của thị xã Trơn Thành, ở trong phường Minh Thành của thị xã Trơn Thành, và về giao thông thì kết nối với các trục quốc lộ 13, quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh, cao tốc Hồ Chí Minh Trơn Thành, cao tốc Trơn Thành Đức Hòa Long An, cao tốc Trơn Thành Gia Nghĩa Đắk Nông, và trục đường Chánh Tây quốc lộ 13 cũng chạy qua khu vực này. Ngoài ra còn có các như đường tỉnh lộ như là đường liên tỉnh Minh Thành An Long, DT756 ở khu vực này rất là đông về giao thông cũng như mạng nhện luôn quý vị nha. Về vị trí đắc địa quý vị ạ, vị trí đắc địa giao thông thuận tiện, và về công nghiệp thì là công nghiệp và nổi tiếng rồi quý vị. BKMX là một nhà phát triển công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đứng số 1 Việt Nam. Các tỉnh như là Bình Dương, rồi Bình Dương là rất là mạnh nha. BKMX đã phát triển từ Bình Dương, sau 20 năm sẽ trở thành một thành phố công nghiệp và một thành phố trực thuộc trung ương luôn quý vị. Đó là có sự đóng góp mạnh tay của BKMX, và BKMX sẽ phát triển Bình Phước giống như là một người anh em với là Bình Dương quý vị. Nên chúng ta yên tâm để đầu tư tại khu vực này. Khi quý hàng quan tâm tới sản phẩm đất nền khu công nghiệp và đô thị BKMX Trở Thành Bình Phước với giá đầu tư từ 4 cho đến 5 triệu một mét vuông trên trục đường 16 mét, giá dao động từ 7 triệu cho đến 8 triệu trên một mét vuông trên trục đường 25 và trục đường 50 mét ở khu vực này, và cần đầu tư về lâu dài, về ngắn hạn thì cũng liên hệ cho Trọng Thơ nhé. Số điện thoại Trọng Thơ để trên trang cá nhân, và rất vui được tư vấn cho quý anh chị đầu tư tại BKMX Trở Thành Bình Phước. Hẹn gặp lại quý khách hàng tại thị trường bất động sản Trở Thành Bình Phước nha quý vị nha.